Xin kính chào toàn thể các bác nha. Đây là em trong gương này. Còn đây là tấm gương phản hồi này. Đấy, anh em đang có một buổi lắp hệ thống karaoke gia đình dành cho một bác đại gia rất cực kỳ nổi tiếng, nhưng không tiện kể tên, ở trên khu vực thành phố Hà Nội. Anh em chúng em đang lắp dở đây là cấu hình là một đôi F10 hàng nhập mà nhập khẩu đấy, và một đôi P12 PS12 nhập khẩu, một chiếc xúc bãi của gia đình. Cấu hình dàn máy giờ đây là đang sử dụng một chiếc quản lý nguồn, một chiếc DSP cấy 180, một chiếc sound standard CA9, một chiếc Amex 500A, một chiếc NGW1000S. Đấy, đồ đạc anh em chúng em đang thi công thôi. Mang dự bị thì mấy mô đen mấy mã sản phẩm cơ, nhưng mà dùng thì nó như thế thôi. Đây là các bác nào mà có nhu cầu nâng cấp hay là lắp đặt những hệ thống karaoke gia đình Ultra 2N thì liên hệ trực tiếp với em hoặc là cái ông tóc vàng áo vàng đấy nha. Chào rất nhiều các bác. Bây giờ anh em chúng em đang lắp dở gần xong hết rồi. Bây giờ chỉ có mỗi việc là cho cái con F10 này lên nữa là xong. Đây, vào vị trí sẵn sàng hết rồi. Đấy, đây nha, đây là tấm gương phản hồi này. Đấy, gia chủ thì rất là nhiều điều kiện luôn, chơi tất cả là toàn toàn màu này là màu kim loại ngoài hành tinh rồi. Đấy, như các bác đã biết là nguyên tố vàng ấy là một nguyên tố gần như là có trong tất cả các bản tuần hoàn hóa học, nhưng mà nó tạo ra vàng là không thể, bởi vì nó chịu rất là nhiều áp lực cũng như nhiều nguyên tố khác cấu tạo thành một cái nguyên tố gọi là nguyên tố vàng. Xong rồi đại ca. Chưa cắt dây thôi, anh đo lại lần cuối đi. Đấy, dí dây cho nó ra sát tận mép tường, góc tường này, xong rồi đào cắt cho nó dư ra tí hơn là thiếu. Đấy, đúng rồi, đo nó khá là chính xác, đúng rồi, thừa còn hơn thiếu. Đây là chúng em phải sử dụng cái treo lại này này. Đấy, nghĩa là chủ nhà là thích là kiểu là đặt nằm ra, nhưng mà thấy vào đây không gian hẹp quá nên là phải đặt đứng lên. Đấy, về hệ số tán âm của từng viên hoa thì nó như này nhá. Con này thì góc mở trái phải là 120 độ, nên góc mở đi trên xuống dưới có vào là 60 độ. Con này thì nó góc mở trái phải là 50 độ, à góc mở trái phải 100 độ, còn góc mở đi trên xuống dưới là có 50 độ thôi. Đấy, bây giờ nó đầu đấu dây. Chưa có tiêu tán, hôm mai sẽ thi công. Ngày mai thi công tiêu âm, rồi là mấy hôm nữa xong hết tiêu âm là sẽ quay hoàn chỉnh cả hệ thống luôn. Các bác của anh em cùng xem nhé. Đấy, các bác ủng hộ ông áo vàng nhé, ủng hộ em ít thôi nhé. Chủ nhà có rất nhiều đồ chơi nhau không dám quay, rất nhiều những cái thứ mà review các bác này, các bác bảo là em rất phù hợp để vào cái món gọi là review, nhưng mà không dám. Em chỉ làm theo kiểu là design thiết kế hoặc là setup đại loại thế thôi. Đấy, ok. Còn em phải phách nhỉ? Echo thôi nhỉ? Echo gì vợt? Bắt đầu sẽ chỉnh quyết nói. Được. Em phách. Đấy, ok các bác. Đấy, các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp nhé. Đấy, chủ nhà chơi cái điều hòa luôn trong phòng karaoke Mitsubishi. Đấy, đạt tiêu chuẩn 4 sao. Đấy, nhìn cái quả cửa gỗ này nó biết nó uy tín này. Ngày mai ngày kia sẽ vào đây là đầy đủ hết được á, bàn ghế này, rồi là tiêu âm tán âm. Đấy, anh em chúng em vừa lắp ráp xong tạm qua qua đây, trong đây là có một cái quả quạt gọi là thông gió. Đấy, phòng này phải thiết kế thêm cửa gió vào cửa gió ra nữa thì nó sẽ hợp lý hơn, nhưng mà thấy thôi kệ, đây là chủ nhà mình đi làm thuê. Đấy, nhìn quả cửa uy tín nhỉ.